Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình của những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm Mạng trong cái năm 2025 năm Bất Tỵ. Vậy thì trong cái năm 2025 năm Bất Tỵ thì những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm Mạng sẽ gặp những cái vận hạn nào? Năm nay là năm tốt hay năm xấu? Đó. Như quý vị đã biết ấy, nếu mà đánh giá theo cái tình hình chung ấy, thì cái năm 2025 năm Bất Tỵ là một cái năm mà cũng được đánh giá là với những người tuổi Kỷ Hợi cũng khá là khó khăn do gặp cục diện là Tỵ Hợi là tương xung. Đó. Vì vậy lại còn thêm nhiều cái sao xấu nó chiếu mệnh nữa. Vậy thì làm thế nào để những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm Mạng có thể đón mời cái năm Bất Tỵ 2025 ấy với có được một cái sức khỏe tốt, có được cái công danh, tài lộc cũng như là sự nghiệp được ổn định? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Và Tử Thông cũng sẽ phân tích chi tiết về cái vận hạn của những người tuổi Kỷ Hợi trong năm 2025 năm Bất Tỵ, đúng không ạ? Và cái thứ hai là gì? Phân tích chi tiết vận hạn trong từng tháng để quý vị nắm rõ được đâu là cái thời điểm tốt đến với mình để quý vị có thể phát huy, nâng cao cái năng lực và thu hút cái may mắn, cái tài lộc đến với mình. Đâu là cái tháng mà quý vị gặp cái đại hạn, quý vị cần phải tránh để không gặp phải những cái hung họa, cái họa sát thân. Vậy thì đó là những cái thời điểm nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống thì cũng đều mong mình gặp được nhiều cái may mắn, tận hưởng cái cuộc sống bình yên bên những người mình thương yêu nhất. Có những người từ nhỏ đến lớn thì luôn gặp những cái khó khăn, dù họ cố gắng bằng mấy đi chăng nữa cũng không thể cải thiện được cuộc sống của mình. Tuy nhiên, các chuyên gia tử vi tâm học cũng nói là không ai giàu ba họ, cũng không ai khó ba đời. Mọi công sức bỏ ra thì đều được đền đáp một cách xứng đáng vào một cái giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng là chúng ta có biết cố gắng và nắm bắt được cái mục tiêu của mình đã đặt ra. Và quý vị, nếu mà quý vị lạc quan, trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản mệnh mong muốn trong tương lai. Thưa quý vị, khi xét về cái vận trình tử vi chi tiết của những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm Mạng, thì chúng ta thấy rằng năm 2025 năm Bất Tỵ dưới tác động của cục diện là Tỵ và Hợi là tương xung. Vậy nên những người tuổi Kỷ Hợi có ít cái sự may mắn trong cái năm 2025 này. Cùng với những cái khó khăn chung của thời cuộc, thì công việc nó gặp nhiều cái bất lợi, gặp nhiều cái thử thách và khó khăn ấy. Tiền bạc cũng khó kiếm hơn trước nếu như mà quý vị không chịu khó gia tăng thêm cái nguồn thu phụ. Tuy nhiên, quý vị vẫn có những cái thời điểm cái cát khí nó đi lên, cát tinh nó cứu giải. Chỉ cần những người tuổi Kỷ Hợi tập trung vào làm ăn, nỗ lực lan xả hết mình, chủ động sáng tạo, không đi theo cái tâm lý của đám đông, thì sẽ đâu vào đó công lao bỏ ra cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Quý vị thân mến, thì nói chung ấy, chúng ta biết ấy, những người tuổi Kỷ Hợi là những người có năm sinh là 1959. Người này có thiên can là Kỷ, có địa chi là Hợi. Những người tuổi Kỷ Hợi thì có lá số là âm nam. Có ngũ hành là bình địa mộc. Có cung mệnh là cung khôn thuộc thổ, được gọi là đạo viện chi chư, có nghĩa là lợn trong tu viện. Có xương con heo, tướng tinh con gấu, con nhà thanh đế phú quý. Quý vị thân mến, xét về cái lá số tử vi trọn đời của những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 ý, thì chúng ta biết đây là những người sáng dạ, nắm bắt vấn đề nhanh nhẹn và tháo vát. Những người tuổi này dễ ăn uống, không kén chọn và có cơ thể khá là khỏe mạnh. Tính cách của những người tuổi Kỷ Hợi năm Mạng thì luôn ôn hòa, lương thiện, có khả năng thương mại nên là dễ làm giàu, no đủ và an nhàn vào cái tuổi trung niên hoặc là gì hậu vận. Những người tuổi Kỷ Hợi chất phác, không màu mè, không khoa trương, xong đôi khi lại có những cái kiến giải vô cùng là độc đáo. Đặc biệt họ khiến cho những người xung quanh cảm thấy là dễ chịu khi mà tiếp cận, vì họ không bao giờ ép ai phải làm một cái việc gì mà người đó không thích. Bên cạnh đó, những người tuổi Kỷ Hợi năm Mạng sinh năm 1959 có khá nhiều điều hay và cái đẹp. Bên cạnh đó, những người tuổi Kỷ Hợi năm Mạng có khá nhiều cái điều tốt đẹp trên cái con đường thành công trong vận trình sự nghiệp và cuộc sống đó. Nói chung ấy, có những cái điều tốt lành về cái vận trình nhân duyên đấy.
Tiền vận có một vài cái đau khổ, trung vận và hậu vận thì mới được an nhàn hưởng thụ cái tuổi già. Những người tuổi Kỷ Hợi hưởng thọ cũng khá là cao đó, từ 75 đến 82 tuổi. Nếu mà ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm trừ. Tất nhiên là nếu như quý vị ăn ở đức độ hiền lành thì cũng sẽ được gia tăng thêm cái tuổi thọ. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm Mạng đã rơi vào 67 tuổi rồi. Ở cái độ tuổi này thì hầu như bản mệnh đều đã có con cái đề huề, nhà cửa thì khang trang, của cái cũng khá là dư giả. Tuy nhiên, cũng có những người vẫn phải quần quật làm ăn vất vả ngày đêm mà mãi cũng không thấy tiền đâu. Nhưng cũng không sao cả, còn sức khỏe, còn là quý vị còn có thể là lao động được, thì đó cũng là một cái niềm vui của người lớn. Bước sang năm 2025 năm Bất Tỵ thì lại gặp cục diện là tương xung với Thái Tuế. Cái vận trình nó có nhiều trắc trở, nhưng chỉ cần quý vị chú ý những cái điểm sau đây thì không khó khăn nào có thể là làm khó được những người tuổi Kỷ Hợi. Và những cái khúc mắc, những cái trắc trở cũng sẽ dần dần trôi rất là nhanh đi. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành đúng không ạ? Thì quý vị biết trong năm Ất Tỵ thì những người tuổi Kỷ Hợi gặp cục diện là Hợi và Tỵ là tương xung. Nói chung ấy, gặp cục diện tương xung với Thái Tuế. Vậy nên các phương diện của cuộc sống của những người tuổi Kỷ Hợi cũng gặp phải nhiều cái sự trắc trở trở ngại đáng kể. Công việc thì có kẻ phá phách, tiền bạc thì tiêu hao mà thu về thì cũng không được tương xứng. Gia đạo cũng nhiều bất ổn vì cái sự mâu thuẫn cá nhân, sức khỏe thì cũng bị giảm sút đáng kể. Nói chung ấy, trong năm ấy các cụ nói là gì? Thái Tuế đương đầu tọa, vô hỷ ắt hữu họa. Cái tai họa, cái tai ương nó thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy nên những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm, giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Đó. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài Thái Tuế mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm ạ. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can. Chúng ta có Kỷ mà gặp Ất thì nó là gì? Nó thất sát. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong năm 2025 năm Ất Tỵ, những người tuổi Kỷ Hợi nên tránh xa những cái cuộc cãi vã, những cái chuyện tranh cãi, không nên dây dưa với những người có quyền hành lớn. Nói chung ấy, những người làm ăn tự do thì cũng không tránh được những rủi ro, dễ có tiểu nhân ghen ghét đố kỵ, ghen ăn tức ở mà giở trò dòm ngó. Buôn bán thì cũng gặp nhiều cái trắc trở và luôn có kẻ tiểu nhân phá bĩnh. Bên cạnh đó, cái thất sát nó gây khó khăn cho công việc. Công việc thì luôn có kẻ tiểu nhân hãm hại, ngăn đường cản lối. Đó. Thêm nữa, trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ thì chúng ta có địa chi Tỵ, nó ẩn tàng ba thiên can là Bính, Mậu và Canh. Chúng ta có Kỷ gặp Bính thì nó là chính ấn, Kỷ gặp Mậu nó là kiếp tài và Kỷ gặp Canh thì nó là thương quang. Như vậy là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng vẫn có những cái cát tinh như là chính ấn, nhưng bên cạnh đó nó là ẩn tàng hai hung tinh là kiếp tài và thương quang. Nói chung ấy, năm 2025 năm Ất Tỵ thì nói chung chúng ta có này, Kỷ gặp Bính thì nó là chính ấn, được chính ấn tương trợ giúp đỡ. Vậy nên nó cũng sẽ mang lại cái may mắn nhất định, mang đến nhiều cái điều kiện tốt cho cái vận trình của những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm Mạng. Nhưng mà quý vị cũng sẽ sớm nhận ra chúng mình sẽ càng ngày càng bận rộn hơn khi mà quý vị theo đuổi cái nhiều thứ của cuộc sống. Thế nên quý vị đừng quên thường xuyên đánh giá lại và tìm ra cái giải pháp cân bằng phù hợp hơn với cái lứa tuổi của mình. Bên cạnh đó thì chúng ta có Kỷ mà gặp Mậu thì là kiếp tài, lại gặp cái kiếp tài lâm vận. Công việc của những người tuổi Kỷ Hợi nói chung ấy chịu ảnh hưởng lớn. Vậy nên là dù đã nỗ lực cố gắng hết sức nhưng vẫn khó tránh khỏi những cái sai lầm. Kết quả thu về cũng chỉ tạm ổn chứ chưa thực sự khiến cho bản mệnh được mãn nguyện. Bên cạnh đó, cái vận tiểu nhân nó khá vượng. Quý vị cần phải chú ý trong chuyện lời ăn tiếng nói, hành sự phải thật trọng, điều tiết các mối quan hệ, kẻo lại gặp những cái họa sát thân. Cái kiếp tài nó gây ra tình trạng là tranh quyền đoạt lợi, cũng như là gì? Khó khăn về tài chính, để đâm ra là công việc nó gặp nhiều trắc trở, lại hay có tiểu nhân ám hại. Thêm nữa, chúng ta có Kỷ gặp Canh thì nó là thương quan. Nói chung ấy, lại thêm cái sự xuất hiện của thương quan. Vậy nên những người tuổi Kỷ Hợi năm Mạng dù đã cố gắng để kiểm soát mọi chuyện trong cái tầm tay mình nhưng mà vẫn khó tránh khỏi những cái sai lầm, những cái thiếu sót
và những cái sự cố bất ngờ nó có thể xảy ra. Vì vậy, quý vị dễ bị gì kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ hãm hại mà xảy ra tình trạng là gì mất công mất việc hoặc là bị gì ngáng trở trong công việc hay là bị gì thôi việc bị nghỉ việc hay là bỏ việc giữa chừng ấy. Vì vậy, để hóa giải những không tinh do cái kiếp tài, cái thương quan cũng như là cái thất sát nó mang lại, thì những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm mạng, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm mạng. Thưa quý vị, như vậy chúng ta vừa xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành nữa. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến cái vận hạn của năm. Thì quý vị biết đấy, những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm nay là 67 tuổi. 67 tuổi thì gặp cái sao hạn là cái sao Thái Bạch, đó, hạn năm là cái hạn toán tận. Năm nay thì quý vị không bị phạm kim lâu, không bị phạm hoang ốc nhưng lại bị phạm vào cái hạn tam tai năm đầu tiên. Đó. Vậy nên là gì? Năm nay cũng là một cái năm có khá nhiều cái biến động và khó khăn đối với những người tuổi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái sao hạn nhé. Cái sao hạn nó là sao Thái Bạch. Đó. Các cụ nói gì? Thái Bạch cứ sạch ở nhà đúng không ạ? Và cũng đã để lại một vài câu ca về cái sao Thái Bạch như sau. Thái Bạch sau ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ, tứ tung thở dài. Tháng 5 là tháng ách tai, gia đình xáo trộn, trong ngoài bất an. Cái sao Thái Bạch nó là một cái hung tinh. Nó là cái sao xấu nhất trong hệ thống 9 ngôi sao, tức là hệ thống cửu diệu đấy. Trong năm mà gặp sao Thái Bạch nó chiếu mệnh thì nó gây hao tán về tiền bạc. Đó. Những người tuổi Kỷ Hợi năm mạng thì dễ có thể là tiêu tốn tiền cho cái công chuyện của con cái hoặc là gì mất tiền do chính cái sức khỏe của bản thân cũng như là gì đầu tư dễ bị thua lỗ. Và cái sao Thái Bạch nó xấu nhất vào 3 cái tháng, đó là tháng 2 này, tháng 5 này và tháng 8 âm lịch. Vậy nên quý vị cũng cần phải hết sức đề phòng trong cái 3 tháng này. Đó. Chú ý cẩn thận đi lại kẻo bị chấn thương, gia đạo thì cũng bị ảnh hưởng. Đấy. Bởi cái sao Thái Bạch nó làm cho lục đục. Làm người lớn tuổi trong gia đình thì quý vị cần phải bình tĩnh, bình giải đó, khuyên nhủ con cháu để giữ cái hòa khí nó tốt hơn. Thêm nữa, ở cái tuổi 67 với nam mạng ấy thì lại gặp cái hạn năm là cái hạn toán tận. Đó. Toán tận vẫn đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy là gì? Cái hạn toán tận này nó xấu với cả nam giới. Gặp cái hạn này nó chủ về tiền bạc, cẩn thận chuyện hao tài và gì bị ngộ độc. Các cụ nói là gì? Toán tận vẫn đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy, cái hạn này nó kỵ với nam giới. Thường xảy ra những cái tai nạn đột ngột bất khả kháng, cũng khó có thể đề phòng, ứng phó. Đây là một cái hạn lớn gây ra những thiệt hại nặng nề về tiền bạc và cái tài sản cũng như sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gia chủ cần phải hết sức chú ý nhé. Thưa quý vị, cái vốn là cái hạn toán tận nó là cái đại hạn chủ về cái tài sản, tiêu hao về cái tài sản mà không dự tính được trước. Vậy nên mỗi khi đi ra ngoài thì tốt nhất quý vị cũng không nên mang theo quá nhiều cái đồ trang sức tiền bạc trong người. Quý vị cũng chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng bị cướp giật nó xảy ra. Đó. Thêm nữa, gặp cái những người tuổi Kỷ Hợi này lại gặp cái hạn tam tai năm đầu tiên nữa. Đó. Tuổi Hợi Mão Mùi thì gặp tam tai là 3 năm là Tỵ Mão Mùi, thì năm Ất Tỵ 2025 là cái năm đầu tiên. Nói chung ấy, cuộc sống của những người tuổi Kỷ Hợi trong cái năm nay cũng tương đối là vất vả, làm nhiều nhưng mà chưa chắc đã được hưởng nhiều, có đôi phần bất công. Quý vị nên hạn chế mưu tính chuyện lớn, làm gì cũng cần phải thận trọng từng cái đường đi nước bước đấy. Tránh hùn vốn làm ăn chung trong giai đoạn này, kẻo là gì khó thu hồi vốn. Bên cạnh đó, nói chung ấy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình và hóa giải những vận hạn như là cái sao Thái Bạch, cái hạn toán tận và cái hạn tam tai của năm thứ 3, năm đầu tiên, thì những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nam mạng, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái Minh Quang Pháp Bảo để hóa giải. Minh Quang Pháp Bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó là bằng bạc, trên sáu cạnh nó có chứa lục tự đại minh chú, mặt trước mặt sau nó in hình bông hoa sen và ở giữa nhị hoa này nó có chứa cái chú là Bát Nhãn Tâm Kinh. Đây là một cái thần chú giúp chúng ta tịnh tâm an nhiên và khai sáng cái trí tuệ, giúp quý vị đưa ra những cái quyết định sáng suốt hơn trong công việc, trong cuộc sống, mang lại cái may mắn tài lộc nhất định cho quý vị. Bên cạnh đó, đây là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó chuyên để hóa giải các vận hạn của năm, như là cái sao Thái Bạch đúng không ạ, cái sao hạn như sao Thái Bạch, sao La Hầu, sao Cái Đô,
Còn cái vận hạn của năm như là hạn toán tận, la toán tận, thiên la, địa võng, vân vân, hoặc là diêm vương, huỳnh tuyền ấy. Bên cạnh đó nó hóa giải cái hạn tam tai nữa, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. Cái minh quang pháp bảo đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái minh quang pháp bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong năm 2025 nó Bất Tỵ thì đối với những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 thì nhiều cái vận hạn trong năm nó bủa vây, lại thêm cái gì lưu niên, nó rơi vào cái bệnh lưu niên bệnh nữa, vậy nên là gì, nó sẽ khiến cho sức khỏe của quý vị gặp nhiều cái khó khăn, bị giảm sút rõ rệt trong thời gian này. Quý vị cũng cần phải đề phòng những chứng đột quỵ bất ngờ. Người tuổi đã cao mà vẫn phải đứng ra lo liệu nhiều việc, đôi khi nó sẽ gây tổn hao sức khỏe là cái điều khó tránh khỏi. Quý vị cần phải chú trọng đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần đó, thì mới mong muốn được ổn định lâu dài được. Khi đi lại trong năm thì quý vị cũng cần phải cẩn thận cái chuyện xe cộ, kẻo tạo thành những cái thương tật rất là đáng ngại. Bên cạnh đó, trong năm thì lại có cái hung tinh tuế phá, Kỷ Hợi, Tỵ Hợi là tương phá. Đấy. Vì vậy mà thì quý vị cũng cần phải đề phòng cái chuyện là tiểu nhân đặt điều gây tổn hao ra cái uy tín. Trong năm thì quý vị cũng cần phải luôn tự nhắc nhở bản thân, hành sự phải thận trọng, để mắt đến mọi việc. Những cái việc quan trọng thì tốt nhất nên đích thân xử lý. Còn nếu mà không tự xử lý được ấy, không tự ra mặt được thì cần giao cho đúng người đúng việc để hạn chế những bất trắc có thể xảy ra. Đó. Thưa quý vị, nói chung ấy, từ cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành cũng như là các vận hạn của năm thì chúng ta biết năm 2025 năm Bất Tỵ đối với những người tuổi Kỷ Hợi cục chịu cục diện là tương xung, và cái hạn tam tai năm đầu tiên cũng như là gì, năm nay lại gặp cả cái ông sao Thái Bạch mẹ cái hạn toán tận nữa. Vậy nên nam mạng tuổi Kỷ Hợi cũng khá là chật vật. Quý vị phải chịu nhiều cái áp lực vì tâm lý cũng như là những chuyện, mọi chuyện thì không được như ý. Lâu ngày có thể dẫn đến suy nhược cơ thể. Bên cạnh đó, cái hung tinh nó còn đem đến cái điểm báo hao tài tốn của khá là rõ trong năm 2025. Mọi việc làm ăn buôn bán kinh doanh thì đều gặp những cái bất lợi trắc trở nhất định. Thậm chí đôi một số người dễ bị cái chuyện là mất trắng tay. Do đó, các giao dịch tài chính trong năm thì quý vị cũng nên thận trọng. Tốt nhất là nên đợi thời cơ thích hợp hơn là mù quáng đâm đầu vào. Bên cạnh đó, tình trạng ốm đau thì nó cũng diễn ra liên miên. Đi lại quý vị cũng cần phải hết sức cẩn trọng trong chuyện xe cộ. Gia đạo tình cảm trong năm ấy thì cũng có nhiều cái xáo trộn. Quý vị phải gì? Hao tâm tổn trí rất là nhiều đấy. Thưa quý vị, thì đó là cái tổng quan vận hạn của những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nam mạng trong cái năm 2025 nữa Tỵ. Ngay sau đây, để nắm rõ hơn cái vận trình của mình trong năm thì Tử Thông cũng sẽ phân tích chi tiết về cái vận trình tử vi từng tháng để quý vị nắm được cái cát hung của từng tháng và đưa ra những cái quyết định đúng đắn cho công việc trong cuộc sống, giúp quý vị có một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái vận trình của những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm mạng trong cái tháng riêng nó là tháng Mậu Dần. Thì trong tháng riêng ấy, nói chung ấy, công việc trong cái tháng đầu tiên của năm 2025 ấy, nó cũng sẽ đối mặt với những cái thách thức và khó khăn. Một phần là do tình hình chung của thời cuộc, một phần là do tác động gì của cái lưu niên, lâm quan và cái quan phủ cái Đà La. Vì vậy, những người tuổi Kỷ Hợi cần phải hành sự thận trọng. Ngay cả trong những công việc quen thuộc thì quý vị cũng không nên lơ là, nếu không rất dễ xảy ra những cái rắc rối bất ngờ. Thậm chí là quý vị sẽ vướng vào cái chuyện kiện tụng thị phi do cái ông gì, ông quan phủ, ông ấy, ông điều khiển. Hơn nữa, quý vị lại gặp cái lưu niên lâm quan nhập mệnh nữa. Đấy, vậy nên trong thời gian này quý vị có vẻ là hơi cứng nhắc trong cái cách giải quyết vấn đề. Đôi khi, điều đó sẽ đem đến cho quý vị những cái rắc rối không ngờ. Nói chung ấy, trong tháng này may mắn là cục diện là dần hợi là lục hợp, nó tương trợ. Và lại có thêm cái cát tinh là thiên đức và phúc đức, đâm ra là nó cũng hóa giải được phần nào. Đấy, nó cũng sẽ giúp tăng cường cái tình hình sức khỏe và gia đạo. Và đây cũng là một cái tháng cũng khá là bình yên, khá là bình yên. Tiếp theo chúng ta xếp tháng 2 âm lịch, nó là tháng Kỷ Mão. Thì trong tháng 2 âm lịch tháng Kỷ Mão thì chúng ta cục diện là hợi mão mùi là tam hợp. Cục diện tam hợp nó cũng mang lại nhiều cái may mắn nhất định cho những người tuổi Kỷ Hợi này. Thêm nữa trong tháng lại có gì? Có cái lưu niên quan đới nó trợ lực nữa. Vậy nên là gì? Tam hợp và quan đới nó cũng sẽ giúp cho cái tình hình tài chính của những người tuổi Kỷ Hợi
có phần là khả quan hơn trước, công việc thì cũng hanh thông hơn và thuận lợi hơn. Nhưng mà trong tháng vẫn còn lưu ni điếu khách, nó cũng nhắc nhở quý vị là cẩn thận kẻo mất tiền oan. Bên cạnh đó thì nói chung ấy, trong cái tháng này lại thêm có lưu ni lộc tồn và bác sĩ nữa. Lộc tồn nó chủ về cái tài lộc, vậy nên là gì, quý vị cũng dễ có lộc lá trong cái tháng 2 âm lịch nhá. Bên cạnh đó, quý vị lại có lưu niên bác sĩ nó trợ mệnh, vậy nên là cái sức khỏe của những người tuổi Kỷ Hợi nói chung cũng khá là tốt, khá là ổn định. Các bệnh lặt vặt khó tránh nhưng mà gì cũng không mắc phải cái trọng bệnh. Trong thời gian này quý vị cũng nên để chú trọng đến cái thời gian nghỉ ngơi và rèn luyện thể dục thể thao nhiều hơn, tránh những cái áp lực nó kéo dài khiến cho cơ thể bị suy nhược, đã bị lao tâm khổ tứ. Nói chung ấy, cái tháng này có lưu niên quan đới cũng như là gì, cái tam hợp và đồng tuổi bác sĩ, tháng này khá là nhiều sao tốt, thì đây là một cái tháng tốt lành nhá, tốt lành, may mắn. Tiếp đến chúng ta xét tháng 3 là tháng Canh Thìn. Trong tháng 3 Canh Thìn thì quý vị thấy đây, có cái lưu niên mộc dục này, lưu niên mộc dục nó ghé thăm, nên là những người tuổi Kỷ Hợi Nam Mạng sinh năm 1959 ấy, trong năm thì gia đạo thì yên ấm, các thành viên luôn đoàn kết và hòa thuận trên dưới, là cái niềm hạnh phúc tinh thần lớn lao đối với những người tuổi Kỷ Hợi Nam Mạng. Đôi khi cái khoảng cách thế hệ nó cũng có thể tạo ra cái mâu thuẫn, mâu thuẫn về cái chuyện quan điểm. Nhưng những lúc như vậy thì quý vị nên suy nghĩ thoáng hơn mọi chuyện, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của con cái hay là gì, thay là vì quý vị cứ luôn áp đặt. Bên cạnh đó, cái chuyện tiền bạc thì nó cũng kiếm được nhưng mà cũng có thể tổn hao không ít, thậm chí là còn có nguy cơ bị lừa gạt dẫn đến là sự trắng tay đó, bởi cái sự tác động của hung tinh gì, kình dương và cái trực phù đây là hai sao xấu. Do vậy quý vị cũng nên thận trọng trong việc đầu tư mua bán, không nên tin theo những người khác, đặc biệt là những người mà mình không thực sự quen và thực sự hiểu rõ ấy. Nếu biết hài lòng với những cái gì mà mình đang có thì quý vị có thể là tận hưởng được một cái cuộc sống khá là sung túc đủ đầy, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu. Nói chung cái tháng này quý vị cũng cần phải chú ý về sức khỏe của mình thôi, còn lại gì, các mặt khác thì nó cũng khá là ổn định đó. Tiếp đến chúng ta xét tháng 4 là tháng Tân Tỵ. Tháng 4 là Tân Tỵ đúng không ạ? Trong tháng này có lưu niên trường sinh nó nhập mệnh, nó dự báo về cái vận khí hanh thông, mưu sự thì dễ thành. Nói chung ấy, cái tháng này là một cái tháng mà nó cũng dễ khiến cho gia chủ gặp nhiều cái điều may mắn. Nói chung ấy, đây là một cái tháng được quý nhân song hành đó. Vậy nên là gì, nó cũng sẽ giúp cho quý vị thúc đẩy những vận trình tốt đến với mình. Tuy nhiên trong tháng này thì lại vẫn còn lưu niên thái tuế và lại vướng vào cái cục diện tương xung nữa, đâm ra ấy, cái may mắn nó cũng không được trọn vẹn. Quý vị cần phải cẩn thận trước những trò chơi xấu của đối thủ hoặc là những trò nịnh bợ của kẻ tiểu nhân. Quý vị cũng đừng dễ dàng tin theo mà xuống tiền, kẻo lại gì dẫn tình trạng là tiền mất tật mang. Nói chung tháng này là cục diện tương xung đấy, nói chung cũng khá là tốt, nhưng mà gì, quý vị lưu ý này về cái hạn tiểu nhân và cái chuyện lời ăn tiếng nói đó. Tiếp đến chúng ta xét tháng 5 là tháng Nhâm Ngọ. Thì trong tháng 5 âm lịch, tháng Nhâm Ngọ ấy, nhờ có tính cách cởi mở và thật thà mà những người tuổi Kỷ Hợi cũng nhận được cái sự yêu mến của mọi người xung quanh. Thêm nữa lại được cái lưu niên dưỡng nó nhập mệnh. Vậy nên các mối quan hệ xã giao của những người tuổi Kỷ Hợi trong thời gian này cũng khá là hài hòa, tốt đẹp. Giúp quý vị bắt tay vào làm việc gì cũng được hanh thông, không sợ không có người giúp đỡ. Thời điểm này thì quý vị có thể thử sức bản thân ở cái lĩnh vực mới, vừa để tích lũy cái kiến thức, cái kinh nghiệm, vừa tạo ra cái cơ hội để phát hiện ra cái tiềm năng của bản thân. Thêm nữa lại có cái thiếu dương nó chiếu mệnh nữa, nó cũng sẽ giúp giải trừ những cái hung họa, những cái bệnh tật, những cái tai ương do cái các hung tinh nó mang đến. Tuy nhiên trong tháng này quý vị cần phải để ý đến ông Thiên Không và ông Tiểu Hao nhé. Hai cái sao này nó gây ra chuyện là hao tốn về tiền bạc đấy, quý vị cẩn thận đến vấn đề tiền bạc trong tháng này nhé. Tiền. Tiếp đến chúng ta xét tháng 6 là tháng Quý Mùi. Tháng 6 Quý Mùi thì được cục diện tam hợp là Hợi, Mão, Mùi là tam hợp. Nói chung ấy, lại được cái cục diện trường sinh nó lâm vào lưu niên thai nó nhập mệnh nữa. Vậy nên là gì? Nó cho thấy đây là một cái tháng tràn đầy cái hy vọng, tràn đầy cái may mắn, tràn đầy cái niềm vui với những người tuổi Kỷ Hợi Nam Mạng sinh năm 1959. Trong cái tháng 6 âm lịch này thì quý vị sẽ xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp. Người này đối xử với mọi người một cách là chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu ấy thì quý vị cũng nhận được cái sự yêu mến của mọi người. Với những người làm lãnh đạo
thì lại thêm được cái lưu niên tướng quân nó hỗ trợ nữa, nó khiến cho những người mà cấp dưới luôn tin tưởng vào cái quyết định và cái định hướng của quý vị. Nên là quý vị sẽ dẫn dắt tập thể đi theo đúng ý của mình và đạt được những cái sự thành công nhất định. Cái sự quyết đoán của gia chủ cũng sẽ giúp cho tập thể có những cái bước phát triển thuận lợi hơn và nhận được nhiều cái sự tín nhiệm và tin tưởng của mọi người. Đó. Tuy nhiên cái tháng này quý vị cần phải lưu ý đến cái lưu niên tăng môn nhé. Đấy, nó có thể gây ra những chuyện buồn phiền trong cuộc sống cũng như trong công việc. Tiếp theo, chúng ta xem tháng 7 là tháng Giáp Thân. Trong tháng 7 âm lịch, tháng Giáp Thân chúng ta cục diện là Thân và Hợi là Lục Hại. Đó, Lục Hại. Nói chung ấy, cái tháng này ấy thì nó là một cái tháng không được may mắn cho lắm đối với những người tuổi Kỷ Hợi Nam Mạng. Thêm nữa, lại gặp một cục diện lưu niên tuyệt ở nhập mệnh nữa. Vậy nên nó cũng khiến cho công việc thường ngày của quý vị thường xuyên lâm vào cái bế tắc, khó có thể phát huy được cái thế mạnh của mình. Cơ hội thăng tiến hầu như là không có, việc mở rộng quy mô làm ăn cũng sẽ gặp nhiều cái khó khăn ở cái lúc khởi sự. May mắn là trong tháng này vẫn còn một vài cutting, như là có cái gì, cái Thiên Việt Tấu Thư và cái Sao Thiếu Âm. Vậy nên đây nó cũng là những cái cutting nó mang đến cái vận quý nhân khá là vượng. Mọi sự thì cũng được quý nhân trợ giúp. Đấy, do là quý vị ăn ở hiền lương phúc đức nên là gì cũng được gì được hưởng phúc trời ban. Dù trong tình huống khó khăn thì cũng sẽ sớm tìm được ra cái lối thoát và phá vỡ cái thế bế tắc trong cái thời gian này. Đó. Như vậy là gì? Trong khung có cát trong tháng này nhé, cũng là một cái tháng may mắn đối với những người tuổi Kỷ Hợi. Tiếp theo chúng ta xét tháng 8 lịch là tháng Ất Dậu. Thì trong tháng 8 lịch có lưu niên Mộ nhập mệnh này, lại có cái Quan Phù và cái Phi Liêm. Nói chung ấy, cái tháng 8 lịch thì cái trường sinh Mộ nó mang lại cái ảnh hưởng không mong muốn đối với những người tuổi Kỷ Hợi trên con đường phát triển công danh sự nghiệp của mình. Cái sự chủ quan lơ là có thể khiến cho quý vị vướng phải những cái sai sót, những cái nhầm lẫn, nó gây ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc. Thêm nữa, lại thêm ông Quan Phù và cái ông Phi Liêm nó án ngữ, vậy nên nó ám tàng, nó cũng nhắc nhở quý vị cần phải hết sức cẩn thận trong chuyện hùn hồ vốn làm ăn hay là chuyện hợp tác làm ăn, kẻo nó có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh ra cái tranh chấp nghiêm trọng. Trước khi mà tiến hành thì quý vị cũng cần phải dành thời gian để tìm hiểu kỹ cái biến động của thị trường, đối tượng hợp tác làm ăn, cũng như là gì, tránh những cái bị lừa gạt hoặc là mất tiền oan. Tiếp theo chúng ta xét tháng 9 là tháng Bính Tuất. Thì trong cái tháng Bính Tuất có liên nguyên tử nhập mệnh, lại thêm ông Tử Phù nữa. Nói chung trong tháng này thì những người tuổi Kỷ Hợi sẽ chịu cái sức ép của cái gì, liên nguyên tử nhập mệnh, nên là cái vận trình tài lộc cũng đi xuống, sức khỏe thì cũng không được đảm bảo. Trong khi bản mệnh đang loay hoay với những cái rắc rối trong công việc, tìm đủ mọi cách để cải thiện, thì vận trình tiền bạc nó cũng thất thoát một cách là khó hiểu. Đấy. Những người tuổi Kỷ Hợi bị quá nhiều cái chuyện làm cho phải phân tâm, vì thế mà khiến cho cái việc kiếm tiền nó có thể thêm phần là gì, phần bê trễ, có thể do mất phương hướng trong cái công việc. Cuộc sống là cái lý do khiến cho quý vị nói chung là tới bây giờ vẫn chưa thể tìm ra cái con đường đi cho riêng mình, nên là tài vận thì cũng khó tụ. Đang trong khi phải đau đầu suy nghĩ thì may mắn là cũng quý vị cũng có gì, có cái hỷ thần nó báo về nhá, có liên minh hỷ thần đây, liên minh hỷ thần nó báo về, nó cũng mang lại cái may mắn nhất định, cái sự vui vẻ cho những người tuổi Kỷ Hợi, khiến cho gia đạo yên ấm bình an, con cháu thì ngoan ngoãn giỏi giang, cũng mang lại cái niềm vui và cái niềm tự hào cho quý vị. Chính những cái điều nhỏ bé này nó cũng tiếp thêm cái sức mạnh để quý vị có cái động lực để vượt qua những khó khăn trong cái thời điểm hiện tại. Đó. Tiếp theo chúng ta xét tháng 10 âm lịch, nó là tháng Đinh Hợi. Tháng Đinh Hợi thì có lưu niên bệnh này, lại có cả ông bệnh phù nó án ngữ nữa, đây lại thêm cả lưu niên tuế phá. Nói chung trong tháng này toàn là cái hung tinh. Bệnh phù và bệnh nó sẽ khiến cho quý vị sức khỏe thì bị gì, bị đau xuống, bị sa sút. Do đã bắt đầu có tuổi, bản mệnh cũng khó đạt được cái trạng thái sức khỏe như cái thời còn trẻ nữa. Quý vị nên chú ý chăm sóc và điều dưỡng cơ thể phù hợp hơn. Đặc biệt cần phải đề phòng các bệnh về gan, thận. Đi đứng cần phải cẩn thận, kẻo bị té ngã, gây ra tổn thương ở tứ chi hoặc là nghiêm trọng hơn, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đó. Nói chung ấy, trong cái tháng 10 này quý vị cần phải chú ý đến vấn đề sức khỏe của mình nhé. Sức khỏe của mình là chính. Tiếp theo chúng ta xem tháng 11 là tháng Mậu Tý. Trong tháng Mậu Tý này chúng ta có cục diện là Hợi Tý Sửu là Tam Hội. Nhưng mà bên cạnh đó thì trong tháng này ấy, thì cái vận trình của quý vị cũng không được cắt lành cho lắm, do là có lưu niên suy đến nhập mệnh.
Quý vị không nên mất tập trung trong cái công việc trong thời gian này, cho dù đó là cái việc quý vị đã từng quen làm, quen tay trước đây. Cái hung tinh này nó xuất hiện, nó cũng sẽ khiến cho quý vị bị gì? Dễ rơi vào cảnh bế tắc, trắng tay. Đó. Lại thêm gì? Cái đại hao nó ăn ngữ trong thời gian này nữa, lưu lên đại hao nữa. Vậy nên là nó cũng sẽ dễ bị chèn ép và quý vị sẽ bị hao tổn về tiền bạc. Cầu tài trong cái thời gian này thì cũng gặp khó khăn, dễ bị phá tài và phát sinh ra những khoản chi tiêu bất ngờ, khó tránh được nợ nần trắng tay. Bên cạnh đó, may mắn là trong tháng vẫn còn hai cái lưu niên Long Đức và cái Thiên Khôi. Đâm ra là gì? Cái đại hao và cái lưu niên suy nó cũng sẽ giảm đi phần nào cái hung họa của nó. Đó. Tiếp theo, chúng ta xét đến tháng 12 âm lịch, là tháng Kỷ Sửu. Thì trong cái tháng cuối cùng của năm, may mắn đối với những người tuổi Kỷ Hợi thì lại được cục diện là gì? Đế lưu niên đế vượng nó nhập mệnh. Vậy nên cái vận trình nó được gì nâng lên, giúp cho quý vị gặp được một số cái may mắn cho công việc. Dù trong quá trình nó vẫn còn một chút cái va vấp, một chút cái trở ngại, nhưng mà quý vị lại được quý nhân xuất hiện kịp thời nâng đỡ, giúp cho mọi việc nó được lý tưởng và thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, trong thời gian này nói chung hơi tiếc một chút là tình hình sức khỏe của quý vị không được tốt do cái bạch hổ hung tinh nó ăn ngữ, và bên cạnh đó lại có cái gì cái phục binh nữa, nó gây ra những họa thị phi. Đấy, cái bạch hổ nó gây ra những cái tai nạn, những cái hình thương hoặc là gây trộm cắp. Vậy bên trong thời gian này dù sao ấy, quý vị cũng cần phải giữ gìn sức khỏe của mình, nếu không ấy, rất dễ gặp cái hậu quả đáng tiếc. Đấy, thì nói chung ấy, dù công việc có bận rộn đến mấy thì những người thuộc Kỷ Hợi Nam Mạng quý vị cũng cần phải nghỉ ngơi đúng giờ giấc, tránh bỏ bữa hoặc là gì ngồi một chỗ quá lâu, bởi vậy dễ dẫn đến các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc là dạ dày. Bên cạnh đó, cái phục binh này nó gây ra những cái họa tiểu nhân ám hại, đấu đá ở trong cái công việc và nó sẽ gặp khó khăn trắc trở nhất định. Vậy nên để hóa giải ấy, thì những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 Nam Mạng, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 Nam Mạng. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi chi tiết của những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 Nam Mạng trong cái năm 2025 và chi tiết trong từng tháng. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái vận thế, từ đó đưa ra quyết định khôn ngoan, đấy, gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc, sức khỏe cho những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 Nam Mạng. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.